Vâng, xin được trân trọng chào mừng quý các bác, anh chị, các bạn quay trở lại với công ty máy phát điện Hà Nam. Đấy, chúng tôi thì có trụ sở là ở La Sơn Bình Lục Hà Nam và ở Tiêu Động Bình Lục Hà Nam. Đấy là hai cơ sở chính chuyên phân phối các cái dòng máy phát điện Nhật bãi. Thì hôm nay Phạm Huấn sẽ lên cho anh chị em một số cái mẫu mà bên em đang phân phối trên thị trường. Anh chị em các bạn có nhu cầu về các cái dòng máy phát điện thì có thể liên hệ tới một trong ba số điện thoại trên tấm biển trên màn hình để được tư vấn về các cái dòng máy phát điện mà bên máy phát điện Hà Nam đang phân phối trên thị trường. Bên em thì ship hàng toàn quốc, anh chị là nhận hàng, kiểm tra rồi test tải các thứ ok thì thanh toán. Đối với dòng máy khung như thế này thì anh chị chỉ cần đặt cọc trước 500 thì bên em sẽ gửi hàng tận nơi cho anh chị. Trước khi gửi hàng thì bên em cũng có test tải, kiểm tra hết máy móc các thứ ok, vận hành ngon lành thì bên em sẽ gửi cho các bác, và các bác nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán tiền thôi. Đấy, thì bên em đang phân phối các cái dòng chính đây, như cái khung này là đều là dòng Denso, mã sản phẩm là 2006U2. Đấy, dòng này thì nó là 2.6 công suất mặc định của nhà máy, và mức tiêu thụ của nó thì có thể lên mức tối đa là 2.9. Các bạn sử dụng cho điều hòa 12.000 PTU thoải mái, nóng lạnh rồi cắm cơm bơm nước cực kỳ là ok luôn. Đó, đây là cái dòng Denso. Đây là một trong những cái dòng thương hiệu và đình đám rồi. Bên em thì đang bán các cái mẫu này với cái giá là từ 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu tùy theo mẫu hàng. Anh chị em có nhu cầu về mẫu nào thì có thể liên hệ. Đấy, tiếp theo là giới thiệu đây anh chị em các bạn cái dòng máy phát điện của Shindewa. Đấy, Shindewa thì nó cũng rất là phổ thông rồi, và dòng của nó là cũng là 2.6 và chạy mạch AVR, tức là mạch bù điện. Con này anh em dùng thì cực kỳ là yên tâm luôn. Đó, đây là những cái mẫu máy mà bên em đã tuyển lựa rất là kỹ càng. Đấy, anh chị em xem lốc máy, khung máy, các thứ rất là đẹp luôn. Máy móc là bao zin. Đấy, cực kỳ là nhạy nổ cho anh em và các bạn. Thì anh em các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới một trong ba số điện thoại trên tấm biển trên màn hình để được tư vấn. Đấy, công ty máy phát điện Hà Nam, địa chỉ là La Sơn Bình Lục Hà Nam và Tiêu Động Bình Lục Hà Nam. Đó, thì bên em đang có hai cơ sở phân phối, và anh chị em tìm kiếm trên YouTube hoặc là trên các cái nền tảng khác thì anh chị em cứ gõ máy phát điện Hà Nam là sẽ ra các cái kênh của bên em. Đó, thì anh chị em có nhu cầu thì quan tâm thì có thể liên hệ. Rồi, xin chào và hẹn lại anh chị ở video sau.